Xin chào cả nhà mình nhé. Hôm nay thì bên đồ thờ Đức Hiệp có đi quét được một pho tượng Trần Triều, quét scan 3D đấy ạ. Đây là pho quét y bản gốc này. Hiện tại là mình cái kích thước của nó đây, biểu hiện là trên kích thước của nó là tượng này cao 1,2 m nha mọi người nhé, cao 1,2 m. Cái trục y này chính là cái trục đường thẳng này. Trục x sẽ là chiều ngang và trục z thì sẽ là chiều sâu đấy. Ba trục x, y, z thì sẽ thể hiện là, nên bây giờ mình sẽ cho mọi người xem qua. Theo khách hàng yêu cầu thì bên mình sẽ quét lại cái pho này, quét lại chi tiết cái pho này và làm cho khách hàng một pho khác với cái tỷ lệ chuẩn kích thước, thì tức là tỷ lệ khuôn mặt hay là tỷ lệ chân tay các thứ thì làm giống y pho này, nhưng mà cái bức tượng sẽ là to hơn, phóng to lên, phóng đại lên. Tức là nguyên bản của nó đang là 1,2 m thì bây giờ khách hàng muốn đặt là cái bức tượng này sẽ cao 2 m. 2 m thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem qua. Nếu mà cao 2 m thì mọi kích thước của chiều ngang, chiều cao và chiều sâu sẽ là như thế nào nhá. Đây, bây giờ mình sẽ cho là to lên này, phóng đại lên này. Khi mà cho nó to lên thì là tất cả các cái trục x, y, z nó đều to to dần đều nhá. Đây đang là 1,6 m, 1,7 m đây này. Hai mét đây, bức tượng 2 m. Yêu cầu của khách hàng là muốn làm to là sẽ là 2 m. Và bây giờ mình sẽ cái video này thì mình sẽ quay cho, cũng là gửi luôn cho khách hàng xem. Thì là khách hàng muốn là, tức là đây là hôm nay thực sự là được phép của khách hàng thì mình mới quay livestream trực tiếp cho mọi người xem. Còn bình thường ra nếu mà khách hàng có yêu cầu là phải giữ nguyên cái bản gốc này và tuyệt đối là phải giữ bí mật, tức là phải lưu trữ và không được sao chép cho bất kỳ một một ai khác. Thì bên mình là có một cái giao kèo với khách hàng là nếu như khách hàng muốn cái pho này, ví dụ như là cái bản bản file này là chỉ có một mình khách hàng biết, thì là bên mình sẽ giữ giữ bí, tức là giữ bí mật, tức là không được phép giao cho một ai khác cả. Nếu mà có giao cho ai khác thì bên mình sẽ chịu hoàn toàn, nếu mà có khách hàng phát hiện bên mình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, tức là cái này là còn liên quan đến cả pháp luật. Nên là nếu mà đã giao kèo rồi là bên mình sẽ, các bạn cứ yên tâm là bên mình sẽ giữ hoàn toàn bí mật. Đây là được sự cho phép của khách hàng rồi, bên mình mới like cho các bạn xem để quy trình nói qua thôi. Còn cái này nếu mà để mà chuyên sâu thì nói trên này thì các bạn cũng chưa thể hiểu được, thì mình chỉ nói qua về cái vấn đề là ví dụ như là khách hàng muốn là pho tượng này cao 2 mét thì các cái trục nó sẽ thay đổi như thế nào, thì nó sẽ to đều thôi. Còn tất cả các cái tỷ lệ như khuôn mặt, mắt, mũi, mồm nó vẫn sẽ là cái tỷ lệ chuẩn như cái pho gốc ban đầu mà mình chụp ra. Thì bên mình là có đi ví dụ như chụp mà scan scan được màu này đấy, scan đen trắng, scan màu bên mình đều làm được hết, hoặc là những cái pho mà nó có cái độ sơn bóng, sơn BU, sơn bóng nhiều. Bình thường ra các cái máy máy đời thấp ấy, các cái máy quét scan đời thấp ấy, nó sẽ không quét được hết các cái chi tiết khi mà cái vật thể nó quá bóng đấy, khó khó quét, hoặc là vật thể quá nhiều chi tiết nó rất là khó quét chi tiết nhỏ ấy. Nhưng mà bây giờ là cái máy đời cao, bên mình là toàn máy đời cao thôi, thì là sẽ quét được chi tiết từng sợi tóc đấy mà không cần phải xịt, không cần phải xịt. Vì bình thường nếu mà bóng quá là mình phải xịt sơn lên thì mình mới có thể là mà quét được. Đây không hề không không cần phải xịt gì à, là bên mình cũng có thể quét được chi tiết. Bây giờ mình sẽ xoay cho các bạn xem cái pho này, xoay 3D cho các bạn xem nhé. Đây, đây là chiều ngang này, là mặt đằng sau này, mình thu nhỏ lại một chút, thu lại. Đấy, mặt sau này.
mình ở nhân tiện đây thì mình cũng xin giới thiệu với các bạn là bên mình ngoài cái dịch vụ quét scan 3D thì còn có cái dịch vụ tạo tác tượng, tức là phía trong xưởng đây là chuyên để tạo tác tượng. Địa chỉ của xưởng đồ thờ Đức Hiệp là ở ngã tư Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. Các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ đến số điện thoại 0879 555 111 hoặc 0983 400 046. Thì như mình vừa nói là bên mình còn có cái dịch vụ là tạo tác tượng. Đây ví dụ như là một cái bản là file scan này nhá. À, khách hàng là muốn là làm một cái file to lên, chỉnh file to lên là 2 mét, tượng pho tượng 2 mét. Sau khi mà đã chỉnh file to lên rồi thì bên mình khách hàng cũng đặt luôn là sẽ tạo một cái pho tượng 2 mét này, thì bên mình sẽ nhờ công nghệ tiếp theo là công nghệ máy CNC nha mọi người nhé. Máy CNC thì khi mà đưa cái ra một cái file là cái file mà pho 2 mét này rồi thì bắt đầu đưa cái file này vào máy CNC, và máy CNC sẽ có cái nhiệm vụ là tạo phần thô của bức tượng, tức là nó sẽ tạo cái khung này. Đấy, tạo cái khung của bức tượng này, tất cả những cái nét thô là cái máy CNC sẽ tạo được, mình chỉ cần đưa cái file vào thôi. Đấy, sau đó thì là đến phần tiếp theo là phần quan trọng nhất thì là phải nhờ đến bàn tay của các nghệ nhân của làng nghề Sơn Đồng. Thì bên mình có một đội ngũ thợ lành nghề rất là lâu năm rồi, kinh nghiệm của các bác thợ là trên dưới 20 năm, sẽ làm phần tiếp theo, đấy là phần đi nét thổi hồn vào bức tượng đấy. Thì ngoài cái việc mà bên mình tạo tác tượng Phật này, tượng Thánh, thì bên mình còn có làm tượng chân dung truyền thần. Ví dụ như các bạn muốn làm cho ông bà cha mẹ mình những cái bức tượng chân dung để có thể để bày bày trong phòng khách, thì các bạn có thể bên mình có thể đi đến trực tiếp tận nhà các bạn để quét quét trên người thật luôn nha các bạn nhé. Quét như kiểu chụp ít, như kiểu cái máy chụp là mình sẽ chụp trên người khách hàng. Sau đó là bên mình sẽ tạo file ra cũng lại nhờ công nghệ máy CNC và nhờ đến bàn tay của các nghệ nhân sẽ đục ra những bức tượng chân dung truyền thần nha mọi người nhé. Đây là mình đang cho mọi người xem, đây là cái pho này là pho Trần Triều, quan Trần Triều đấy ạ. Mọi người nhìn thấy đủ góc góc cạnh rồi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ quay về mặt chính nhé. Quan Trường Chiều này. Bây giờ mình sẽ dùng một cái công cụ tiếp theo là công cụ ví dụ đo nhé. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua là từ cái mũ này, từ cái đỉnh mũ này đến cằm là bao nhiêu. Ví dụ khách hàng muốn muốn biết là từ mũ đến cằm kích thước sẽ là bao nhiêu mà khi mà pho to lên 2 mét rồi đấy, thì mình sẽ đo thế này. Ok, bây giờ là mình dùng thước đo rồi, thì làm trên này sẽ thể hiện các cái trục này, trục xanh lá cây này sẽ là trục Y, là trục chiều cao đấy ạ. Còn trục màu đỏ này là trục X, có nghĩa là chiều ngang. Và một cái trục Z màu tím này thì nó thể hiện ở chiều sâu, khi là các bạn quay ngang bức tượng đây, ví dụ mình quay ngang ra đấy thì nó sẽ thể hiện trục Z này, các bạn nhìn thấy không ạ? Bây giờ mình sẽ đo cái phần từ đỉnh mũ đến cằm nhé, cho các bạn xem qua này. Em đang like rồi, Ổn lắm. em đang like. Đây nha mọi người nhá. Đây từ cái đỉnh mũ đến cái cằm là chiều kích thước của nó sẽ là 58,5 cm. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái chiều ngang, chiều sâu này. Đấy, như mình vừa nói là trên cái trục Z này là sẽ thể hiện cái chiều sâu nhá.
Ngoài request scan 3D các pho tượng này thì bên mình có scan các cái đồ nét người nhất như kiểu hoành phi, câu đối hay là cuốn thư cửa võng là bên mình có cái dịch vụ đi scan tận nơi. Trụ sở chính của mình thì ở ngã tư Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. Lúc nãy thì mình cũng đã nói qua với các bạn là bên mình còn có cái dịch vụ làm tượng chân dung truyền thần. Các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ đến số điện thoại 0879 555 111. Mình đã ghi ở trên bài đăng rồi đấy ạ. Và một số hotline nữa là 0983 400 046 nha mọi người. Alo. Bây giờ mình xin kết thúc livestream tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các livestream tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về các cái dịch vụ scan 3D của đồ thờ Đức Hiển Sơn Đồng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.